Xin kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Cao Bằng ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 5 năm 2024. Ngay sau đây sẽ là nội dung chính của chương trình. Thị trường thực phẩm sơ chế đang phát triển bởi sự tiện lợi. Nắm bắt được xu hướng này, các cửa hàng trên địa bàn thành phố đã đổi mới hình thức kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Hiện nhiều chị em nội trợ thường lựa chọn thức ăn sơ chế để chế biến bữa ăn cho gia đình, nhất là đối với những chị em làm việc công sở. Mỗi ngày từ sáng sớm đến tối muộn, chị Hoàng Thị Tuyến đều bận rộn với công việc sơ chế sẵn các món ăn để bán cho khách hàng. Trước đây, cửa hàng chị Tuyến chỉ bán rau xanh và thịt lợn. Nhận thấy có lượng khách hàng do công việc bận rộn, không có nhiều thời gian để nấu ăn cho gia đình, nên chị đã đổi mới mô hình kinh doanh bằng cách sơ chế sẵn một số món ăn. Để thành công với mô hình này, chị luôn đổi mới các món ăn theo mùa, sơ chế đảm bảo vệ sinh, an toàn cho sức khỏe. Khách hàng của mình thường là những đối tượng dân văn phòng này, xong rồi những ai bận rộn ấy thì họ không có thời gian làm, thì là họ đến đây mua của mình. Thời gian đầu mới bán hàng cũng không ít khó khăn về đầu ra. Chị phải đăng lên trang Facebook, Zalo cá nhân để bán cho bạn bè, những người quen biết. Sau một thời gian kiên trì bán và học hỏi nâng cao tay nghề, hiện chị Tuyến đã có lượng khách hàng ổn định. Trung bình mỗi ngày chị phục vụ cho hơn 50 lượt khách hàng khác nhau. Các khách hàng hầu hết đều hài lòng và tin tưởng khi lựa chọn thực phẩm của cửa hàng. Do công việc của tôi là cũng khá là bận rộn nên là tôi chọn mua những cái sản phẩm là thức ăn đã được chế biến sẵn về, là chỉ việc nấu thôi nên là tiết kiệm thời gian khá là nhiều. Và tôi thấy là các mặt hàng ở đây thì chế biến thì cũng là khá là hợp khẩu vị của gia đình tôi và rất là hợp vệ sinh, ngon, giá cả thì hợp lý. Kinh doanh thực phẩm sơ chế cũng là một hình thức kinh doanh chủ yếu của cửa hàng Nam Phong Farm. Cửa hàng này không chỉ sơ chế thức ăn mà còn nhận giao thức ăn đến tận nhà cho khách hàng nên được rất nhiều khách hàng đặt mua. Mỗi ngày cửa hàng phục vụ trên 100 lượt khách hàng. Các loại thực phẩm từ rau củ quả đến thịt được sơ chế sẵn rất sạch sẽ và bắt mắt. Điều đặc biệt là các sản phẩm của cửa hàng đều do các hộ nông dân trong hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nam Phong trồng nên thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, sản xuất theo tiêu chuẩn sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Bên cạnh đó, cửa hàng còn có khu bày bán sạch sẽ, thuận tiện cho khách hàng đến xem, chọn mua nên được nhiều người ưa chuộng. Tôi gần như là khách hàng trung tâm ở chỗ cửa hàng này. Tôi cảm thấy là chỗ này là chế biến rất là sạch sẽ, thực phẩm sạch và cách chế biến sạch sẽ này, hợp khẩu vị của mọi người ấy. Nói chung là ngon, cũng rất là tiện lợi đấy, tại vì giá cả hợp lý này, sạch sẽ này, mình rất là hợp lý luôn. Tôi rất là thường xuyên mua hàng ở đây. Nói chung là sản phẩm ở cửa hàng rất là sạch sẽ, tiện lợi, chỉ cần mua về rồi chế biến một tầm 10-15 phút là xong rồi, rất là tiện lợi. Sản phẩm thì là sạch sẽ, rồi làm những cái gia vị thì là rất là vừa miệng đối với mình ạ. Tất cả mọi sản phẩm gia cầm, thịt lợn thì đều rõ nguồn gốc xuất xứ và rất là ngon ạ. Thực phẩm sơ chế đang dần trở nên phổ biến, được nhiều người lựa chọn vì đáp ứng đủ các tiêu chí tiện lợi, tiết kiệm, an toàn. Tuy nhiên, người tiêu dùng khi mua các sản phẩm sơ chế sẵn nên mua tại những cửa hàng thực phẩm uy tín,
lựa chọn những sản phẩm được chế biến trong ngày hoặc có hạn sử dụng rõ ràng nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trở về Bác Bó, bên dọc suối Lenin trong xanh, mỗi người dân Việt Nam như tìm về với nơi suối nguồn cách mạng để được lắng sâu trong tâm hồn tiếng nói ấm áp của Bác, vị cha già kính yêu, để khắc sâu lời dạy của Bác về ý chí, tinh thần đoàn kết và tinh thần cách mạng. Nơi đây còn được coi là địa chỉ đỏ, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần dân tộc cho các thế hệ người dân Việt Nam hôm nay và mai sau. Thưa quý vị, cứ mỗi độ tháng 5 về thì đồng bào ta ở trong và ngoài nước cùng với bạn bè quốc tế lại có dịp nhắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với lòng khâm phục và kính yêu vô hạn. Yêu Bác làm ta trong sáng hơn. Về Bác Bó Cao Bằng là một trong những di tích lịch sử mang đậm hình ảnh của vị cha già dân tộc, được nhiều người khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc tìm về mỗi dịp tháng 5. Những ngày này, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó, không cứ ngày cuối tuần, hôm nào cũng đông các đoàn khách đến tham quan. Các đoàn cựu chiến binh, học sinh, gia đình, khách du lịch từ mọi nơi đổ về, hướng về nguồn cội, hướng về Bác. Đến dâng hương người hôm nay có đoàn kho bạc nhà nước Cao Bằng. Khoác trên mình chiếc áo màu cờ Tổ quốc, mỗi cán bộ, nhân viên kho bạc đều trào dâng niềm tự hào dân tộc và thương nhớ Bác vô hạn khi thắp nén hương thơm dâng người. Với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người không chỉ đấu tranh, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, mà còn để lại cho thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách của người. Cả cuộc đời của Bác là biểu tượng cao đẹp về ý chí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập, tự chủ, lòng yêu nước, thương dân tha thiết, trí tuệ anh minh, sâu sắc, có đạo đức cách mạng cần kiệm, liêm chính, trí công vô tư, có tác phong, phong cách khiêm tốn, giản dị, có tấm lòng nhân hậu, tình cảm chan chứa yêu thương con người, là một mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc, được cả thế giới ca ngợi, ngưỡng mộ. Học Bác là giữ gìn phẩm chất chính trị, kiên định lý tưởng cách mạng, con đường cách mạng, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Sinh thời, Bác dù bận nhiều công việc nhưng vẫn luôn dành thời gian gặp gỡ và căn dặn từng cán bộ, đảng viên, công nhân, nông dân, trí thức, bộ đội, công an, thanh niên, phụ nữ, đến các cụ phụ lão, các cháu thiếu nhi rất cụ thể, rõ ràng, sâu sắc. Học Bác là học suốt đời, học hàng ngày, thiết thực, thiết thân. Các trường học nhân dịp này cũng đưa học sinh đến để giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống lịch sử, học tập tấm gương sáng ngời của Bác Hồ. Với các em học sinh trường Trung học cơ sở Ca Thành, huyện Nguyên Bình thì đây là lần đầu tiên được đến Bác Bó. Những bài học lịch sử của các em sẽ trở nên sinh động và sâu sắc hơn rất nhiều khi được đặt chân đến căn cứ cách mạng của Đảng và Bác Hồ thời kỳ tiền khởi nghĩa. Và ngoài việc tiếp thêm cho các em niềm yêu thích lịch sử, mở mang kiến thức và trải nghiệm thật tuyệt vời thì chắc chắn rằng với những em học sinh người Dao này, đây cũng là một chuyến đi rất xúc động. Cảm xúc của em lần đầu đến đây rất là vui và cảm giác rất là mãn nguyện. Em rất là hạnh phúc. Ra đây có nhiều cảnh đẹp, nhiều bạn bè ra thăm Bác Bó, em cảm thấy rất là vui. Em đến đây rồi em sẽ hứa là em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để được làm con, để làm được con ngoan của Bác Hồ. Cách đây 79 năm, cũng vào một ngày tháng 5 lịch sử, ngày 4 tháng 5 năm 1945, Bác Hồ rời Bác Bó đến khu căn cứ địa Tân Trào chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa lịch sử. Từ khi Bác đặt chân về nước năm 1941, nơi suối nguồn cách mạng Bác Bó,
dòng suối Lenin trong xanh soi bóng ngọn núi Các Mác luôn gắn liền với hình ảnh của Bác Hồ. Hình dáng và tiếng nói của người ấm áp vang vọng trong tâm hồn của mỗi người dân Việt khi về Bác Bó. Hôm nay chúng tôi về đây thì với cái lòng khao khát và tâm huyết lắm. Cái lý tưởng không thể nói được, bởi vì lịch sử nó ẩn dật trong tư tưởng của Bác, nó sâu thẳm lắm. Bè đây là mừng lắm. Và khí thiêng non nước này, nó ở cái khu vực Cao Bằng này nó linh thiêng lắm. Về địa chỉ đảo Cách Mạng, khung cảnh núi rừng Bác Bó thơ mộng, hữu tình, hòa vào tiếng ve trên rừng Đại Ngàn. Những bản làng bình yên nép mình bên ven suối gợi lên một bức tranh Việt Bắc bình yên và thắm đượm tình người. Những địa danh ở Bác Bó vốn là tên gọi mà đồng bào các dân tộc Bác Bó đặt để gọi tên núi, tên suối, tên hang, tên bản làng, đã trở thành những địa danh cách mạng gắn với hình ảnh Bác Hồ trong những ngày tháng người ở lại nơi đây để hoạt động cách mạng, tìm ra con đường và chiến lược cho cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc Việt Nam. Đó là lán Củi Nậm, hang Ngừng Vài, hang Lũng Lạn, hang Diêm Tiêu. Để tưởng nhớ tới hai vị tiền bối của cách mạng vô sản thế giới, người đã đổi tên cho con suối Giàng là suối Lenin, ngọn núi Phia Tào người đã đổi tên là núi Các Mác. Những địa danh lịch sử được bắt nguồn từ đây. Không chỉ sống hòa mình với thiên nhiên, luôn coi thiên nhiên, núi rừng là bầu bạn, mà trong tâm hồn của người luôn có những dòng suối, ngọn núi tư tưởng với kim chỉ nam là chủ nghĩa Mác Lenin về con đường cứu nước luôn chảy mãi, cao mãi. Bên dòng suối Lenin, tiếng nước chảy róc rách qua những lùm cây lá sum suê đưa nước về hạ nguồn, tạo thành hồ nước phẳng lặng, trong xanh, soi bóng ngọn núi Các Mác. Phía trên vách đá là những cụm cây rừng, cây leo xanh tốt và cả những chùm hoa rừng buông mình xuống ven suối, khiến cho khung cảnh nơi đây vừa hoang sơ, thơ mộng, vừa đẹp như một bức tranh thủy mặc. Nơi đây, bên bờ suối, những tảng đá có tự bao giờ vốn là nơi Bác Hồ ngồi câu cá, ngắm cảnh non xanh, nước biếc sau những giờ làm việc miệt mài. Đứng bên dòng suối trong mát, mỗi người như cảm nhận được đâu đây hình bóng Bác, lắng nghe được tiếng người ấm áp, vang vọng giữa núi rừng. Ngày đó, bản làng xác xơ, ăn không đủ no, áo không đủ ấm, quanh năm bị giặc Tây hồn hào áp bức bóc lột, làm quần quật mà không đủ tiền được xu thế. Giữa lúc đó, làng Bó Bẩm xuất hiện một người khách lạ, dáng ông cao gầy, gương mặt phúc hậu, không ai biết người khách tên gì, chỉ nghe người ta gọi là ông Té, có người lại gọi là già thu. Ông Té, dịch nghĩa địa phương là ông già, gọi theo tiếng thân mật trìu mến. Ông quan tâm đến tất cả mọi người, tắm cho trẻ nhỏ, giúp đỡ người già, dạy thanh niên biết chữ, dạy cách trồng rau, tăng gia sản xuất. Cái gì ông cũng biết làm, cái gì ông cũng giỏi, khiến mọi người đều yêu quý và nể phục. Người già trong làng bảo, ông Ké về đây để giúp dân mình đánh đuổi giặc Tây. Đứng trước hang Cốc Bó, chúng tôi xúc động và cảm phục trước sự giản dị mà vĩ đại của Bác trong những ngày tháng người lãnh đạo cách mạng ở núi rừng Bác Bó. Hang đá sâu thẳm, cây lá um tùm đã chở che, bao bọc người những ngày kháng chiến đầy cam go gian khổ. Tuy thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhưng tinh thần của Bác luôn lạc quan, luôn tin tưởng vào tương lai tươi sáng của cách mạng. Trong bài thơ Tức Cảnh Bác Bó, người đã ghi lại khung cảnh nơi đây. Sáng ra bờ suối tối vào hang, cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng, bàn đá trông tranh dịch sử đảng, cuộc đời cách mạng thật là sang. Nơi núi rừng Bác Bó, người đã lãnh đạo và đưa ra những quyết sách cho con đường cách mạng của dân tộc. Trong đó có một quyết sách quan trọng với Bác đối với cách mạng Việt Nam, đó là chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, được người gửi cho đồng chí Võ Nguyên Giáp. Năm 1961, một lần nữa, Bác trở về Bác Bó thăm đồng bào Cao Bằng. Tình cảm của Bác dành cho đồng bào Bác Bó và đồng bào Bác Bó với Bác vẫn không hề thay đổi.
xúc động và tự hào. Nơi đây như quê hương thứ hai của vị cha già dân tộc. Trở về Bác Bó, bên dòng suối Lenin trong xanh, mỗi người dân Việt Nam như tìm về nơi suối nguồn cách mạng để được lắng sâu trong tâm hồn tiếng nói ấm áp của Bác, để khắc sâu lời dạy của Bác về ý chí, tinh thần đoàn kết, tinh thần cách mạng. Nơi đây mãi là địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước, tinh thần dân tộc cho các thế hệ người dân Việt Nam hôm nay và mai sau. Hồng Nghiệp là xã nông nghiệp với diện tích đất rộng, bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, mổ mỡ. Trồng cây gì để đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình? Đó là câu hỏi mà ông Dương Mạnh Giám ở xóm Bình Long, xã Hồng Việt luôn đau đáu tìm lời giải. Không thể để phí đất, ông Giám đã tự mày mò, học hỏi kinh nghiệm từ sách báo, Internet, nhất là từ các hộ dân có mô hình kinh tế nông nghiệp tại địa phương đã cho hiệu quả kinh tế. Chính vì vậy, giữa những dốc đồi thoai thoải, từng cây quýt, cam, bưởi và một số loại trái cây khác trong vườn nhà ông Giám đã được mọc lên và chăm sóc cẩn thận. Nhà tôi thì cũng có đất ở đây, thế là tiện thì cũng có nguồn nước, thế là lúc đầu thì cũng vào làm cái ao nhỏ trước, không thấy cũng làm thả cá cũng được, thứ thu hoạch cũng được tiền, thế là vợ chồng tôi lại quyết định là chuyển vào đấy ở, xong mở rộng thêm ao, thế đấy. Xong là trồng, lúc đầu thì trồng cây ăn quả thì cũng trồng một vài cây thử nghiệm, xong thấy trồng cũng lên quả, thế là gia đình thì bây giờ nhân rộng mô hình ra nhiều và là cũng thấy mỗi năm thu hoạch cũng được khấm khá một tí, là từ thu hoạch từ cá này, từ cây ăn quả đấy, bây giờ là như đấy, hai vợ chồng cũng về thì tranh thủ cũng thời gian mà làm thôi. Vợ thì cũng giáo viên, tôi cũng còn làm lái xe ngoài bệnh viện, là tranh thủ lúc chủ nhật thứ bảy hoặc là ngoài giờ về thì chăn cá đấy, chăn lợn, chăn các thứ. Mặc dù cả hai vợ chồng ông Giám đều làm việc nhà nước, nhưng gia đình luôn cần cù chịu khó và không để diện tích đất đồi bỏ trống không đem lại giá trị kinh tế, cân nhắc kỹ càng, ông Giám quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây lúa sang trồng cây ăn quả, đào ao thả cá, kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm theo mô hình vườn ao chuồng. Đến nay, gia đình ông có hàng trăm gốc quýt và bưởi da xanh cùng ao cá. Sau khi trừ chi phí đầu tư, mỗi năm gia đình thu nhập gần 100 triệu đồng. Để có được kết quả như ngày hôm nay, ông cũng đã gặp khó khăn. Những khó khăn đã giúp ông tìm ra cách khắc phục và đạt hiệu quả cao nhất. Lúc đầu làm thì cây cũng bị sâu, với lại nấm rất là nhiều. Thế này cũng học hỏi qua bạn bè ở nhiều nơi họ đã trồng trước ấy, họ chia sẻ, họ bảo lấy cái này về phun. Thế là mình cũng lấy về theo là cũng được. Còn cá thì mình lấy giống ở dưới kia ấy, dưới kia nó tư vấn là nếu mà bị bệnh thì gọi dưới đấy thì chụp ảnh gửi cho nó, thì là nó gửi thuốc về cho. Mà là những lúc lấy giống thì họ cũng đã cho thuốc sẵn rồi. Đấy, đâm ra là cá mấy năm nay cũng không bị chết. Các mô hình kinh tế của gia đình ông Giám cho thấy, việc tìm tòi, đổi mới sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt mang lại giá trị kinh tế cao là điều cần được khuyến khích, nhân rộng. Tuy nhiên, để nhân rộng các mô hình trên, người dân cần tìm hiểu, tích lũy kinh nghiệm, nuôi phòng trừ bệnh tật, tìm kiếm đầu ra,
từ đó tự tin phát triển kinh tế, làm giàu trên quê hương. Mình thì cũng học kinh nghiệm những người đã làm trước, về bây giờ mình thì có kinh nghiệm thì có bạn bè nào mà muốn hỏi mình học ấy thì mình cũng chia sẻ thôi, mình cũng sẵn sàng là nếu mà cá bị bệnh này thì hồi trước tôi là tôi lấy thuốc này đấy là họ về là gửi cho đấy là mình cứ lấy pha vào nước té xuống ao đi thế là cá nó cũng đỡ chết luôn. Được biết, toàn xã Hồng Việt hiện nay có nhiều mô hình kinh tế có doanh thu trên 100 triệu đồng. Ngoài các mô hình kinh tế truyền thống như lợn gà, người dân trên địa bàn đã tìm hiểu và phát triển nhiều mô hình trồng mới như trồng na, ớt, khoai tây thương phẩm. Thành công của các mô hình đã tạo sự bứt phá trong nâng cao giá trị cho sản xuất nông nghiệp của xã, đồng thời tạo nên diện mạo mới cho việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trên địa bàn xã Hồng Việt hiện nay là có khá nhiều mô hình phát triển, các hộ gia đình sản xuất kinh doanh cũng vậy nói chung, và cái mô hình điển hình ví dụ như vườn ao chuồng như hộ Dương Mạnh Giám ấy thì cũng điển hình tiên tiến về sản xuất kinh doanh. Các mô hình kinh tế mới đã góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp của xã Hồng Việt, huyện Hòa An. Dẫu còn nhiều khó khăn, song đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã và đang quyết tâm sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ và phát huy nội lực để phát triển. Tin tưởng rằng, từ mô hình kinh tế tiêu biểu, xã Hồng Việt sẽ nhân rộng để phát triển kinh tế, phấn đấu là xã nông thôn mới. Với 472 trên 473 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, giữ chức vụ Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết bầu chức vụ Chủ tịch nước được Quốc hội thông qua với 472 trên 473 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội biểu quyết thông qua. Nghi lễ tuyên thệ được tân Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện ngay sau đó. Ông Tô Lâm là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12-13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11-12-13, đại biểu Quốc hội khóa 14-15. Trong quá trình công tác, ông Tô Lâm từng giữ các chức vụ Phó trưởng phòng rồi trưởng phòng, Cục Bảo vệ Chính trị 1, Tổng cục An ninh Bộ Công an, Phó cục trưởng rồi cục trưởng, Cục Bảo vệ Chính trị 1, Tổng cục An ninh Bộ Công an, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an, Phó Tổng cục trưởng phụ trách rồi Tổng cục trưởng phụ trách Cục An ninh 1 Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an. Từ năm 2016, ông Tô Lâm là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12-13, Bộ trưởng Bộ Công an từ tháng 4 năm 2016. Ngành hàng nông sản đang có những tín hiệu khởi sắc. Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1,8 tỷ USD hàng trái cây, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dự báo của Hiệp hội Rau quả, các thị trường châu Âu hay bờ đông của Mỹ bị ảnh hưởng về vận tải biển quốc tế. Tuy nhiên, xuất khẩu vào Australia và đặc biệt là thị trường châu Á vẫn tăng mạnh. Trước đà tăng xuất khẩu vào những tháng đầu năm, dự báo xuất khẩu rau quả có thể thu về 7 tỷ USD trong năm nay. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, năm 2024 thuận lợi hơn năm 2023, do sản lượng tăng hơn, diện tích trồng mở rộng, mã số vùng trồng 700 mã trong khi năm ngoái hơn 400 mã. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang đàm phán để xuất khẩu sầu riêng đông lạnh nếu kịp trong năm nay hoặc nửa đầu năm nay, là tin vui của ngành sầu riêng. Mới đây, Tổng cục Thuế kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu trình cấp thẩm quyền quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch kinh doanh vàng. Mới đây, Tổng cục Thuế kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu trình cấp thẩm quyền quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch kinh doanh vàng, đồng thời quy định cơ chế kiểm soát các giao dịch có liên quan. Đề xuất này được đánh giá sẽ tạo thuận lợi cho công tác quản lý, việc thu thuế giữa các đơn vị kinh doanh công bằng hơn, góp phần làm minh bạch hoạt động kinh doanh vàng. Tuy nhiên, để đi vào thực tế cuộc sống, các chuyên gia cho rằng quy định thanh toán bằng chuyển khoản cũng cần phải có lộ trình, đồng thời không chỉ áp dụng cho vàng miếng, nên áp dụng cho cả các giao dịch hàng hóa khác. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh HUFOR phối hợp cùng công ty cổ phần du lịch văn hóa Suối Tiên tổ chức họp báo giới thiệu lễ hội trái cây Nam Bộ Suối Tiên Farm Festival lần thứ 20 năm 2024. Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 20 với chủ đề Hành trình làm nông hạnh phúc
diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên. Điểm nhấn của lễ hội năm nay chính là chuỗi hoạt động mới kêu gọi tinh thần đoàn kết, chung tay bảo vệ và hành động vì môi trường xanh, sạch lành, như đẩy mạnh quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP, giới thiệu bộ sưu tập sản phẩm xanh, hội thi Green Ulti Campaign, triển lãm mô hình nông nghiệp công nghệ cao, mô hình nông nghiệp du lịch xanh Suối Tiên Farm, lễ khánh thành vườn cây hữu nghị Friendship Garden. Sự kiện khai mạc lễ hội trái cây Nam Bộ vào ngày 1 tháng 6, đặc biệt có sự tham gia của Hội hữu nghị Việt Nam với các quốc gia Việt Nam-ASEAN, Việt Nam-Ấn Độ, Việt Nam-Indonesia, Việt Nam-Campuchia, thông qua những chương trình nghệ thuật đặc sắc thể hiện tình giao lưu, giao hữu giữa các nước. Tất cả sẽ mang đến sắc màu đa quốc gia cho lễ hội thêm ấn tượng, tăng cường tính quốc tế hóa và nâng cao tình hữu nghị hợp tác đối ngoại nhân dân của Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Theo thông tin Tổng cục Hải quan vừa công bố, dù trị giá xuất nhập khẩu của cả nước giảm, song xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tăng 21,6%. Đây là thông tin trong mục con số hôm nay. Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 4 năm 2024 đạt 61,04 tỷ USD, giảm 5,4% so với tháng trước, tương ứng giảm 3,5 tỷ USD. Trong đó xuất khẩu là 31,05 tỷ USD, giảm 7,7%, tương ứng giảm 2,6 tỷ USD và nhập khẩu là 29,99 tỷ USD, giảm 2,9%, tương ứng 0,9 tỷ USD so với tháng trước. Lũy kế trong tháng 4 năm 2024, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 238,95 tỷ USD, tăng 15,1%, tương ứng tăng 31,35 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 4 năm 2024 thặng dư 1,07 tỷ USD, qua đó nâng mức thặng dư trong tháng 4 năm 2024 lên 9,02 tỷ USD, tăng 1,17 tỷ USD so với mức thặng dư 7,85 tỷ USD của cùng kỳ năm trước. Mặc dù cả mật ong và đường đều được coi như là chất làm ngọt, nhưng mật ong là lựa chọn thay thế tốt cho sức khỏe hơn do chứa nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa. Sau đây là 7 lý do tại sao mật ong là chất thay thế lành mạnh hơn cả đường. Chỉ số đường huyết thấp hơn. Mật ong có chỉ số đường huyết thấp hơn đường, có nghĩa là nó không làm tăng lượng đường trong máu như đường. Chỉ số đường huyết đo tốc độ carbon hydrate được tiêu hóa và hấp thụ vào máu. Chỉ số đường huyết thấp hơn giúp ngăn chặn sự gia tăng nhanh chóng lượng đường trong máu, có thể dẫn đến mệt mỏi và thèm ăn. Khả năng tiêu hóa tốt hơn, mật ong dễ tiêu hóa hơn đường vì nó chứa các enzyme giúp phân hủy carbon hydrate. Đường là một loại carbon hydrate tiêu hóa nhanh, đi vào máu nhanh chóng và có thể gây ra sự gia tăng đột ngột lượng đường trong máu. Ít calo hơn, đường chứa 16 calo mỗi muỗng cà phê, mật ong chứa 22 calo mỗi muỗng cà phê, nhưng nó ngọt hơn đường nên có thể sử dụng ít hơn. Do đó, mật ong là một lựa chọn lành mạnh hơn nếu bạn muốn cắt giảm lượng calo nạp vào. Hương vị thơm ngon hơn, mật ong có vị ngọt đặc biệt và nhiều hương vị khác nhau, tùy thuộc vào loại mật hoa mà nó được tạo ra. Ngược lại, đường chỉ tạo thêm vị ngọt cho thực phẩm chứ không cung cấp thêm bất kỳ hương vị nào. Thêm mật ong vào thực phẩm là một cách tuyệt vời để tăng hương vị và thêm chất làm ngọt tự nhiên. Thời hạn sử dụng lâu hơn, mật ong có thời hạn dùng lâu hơn đường do hàm lượng đường cao và độ ẩm thấp giúp ức chế sự phát triển của sinh vật gây hư hỏng. Do đó, mật ong có thể được bảo quản trong nhiệt độ phòng một thời gian dài mà không bị hỏng, trong khi đường có thể hút ẩm và trở nên vón cục. Tăng cường năng lượng tự nhiên. Mật ong là một chất tăng cường năng lượng tự nhiên do sự hiện diện của các loại đường tự nhiên như gluco và fructose. Những loại đường tự nhiên này có thể hấp thụ dễ dàng và cung cấp năng lượng nhanh chóng. Mặt khác, đường phải được phân hủy thành gluco và fructose trước khi cơ thể hấp thụ. Tốt hơn cho da. Mật ong có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên nên có thể giúp da làm sạch mụn, giảm viêm và làm dịu da. Đường khi tiêu thụ quá mức có thể dẫn đến quá trình glycation. Glycation là một quá trình góp phần vào quá trình lão hóa. Glycation xảy ra khi các phân tử đường dư thừa tự gắn vào collagen, có thể dẫn đến các nếp nhăn và các vấn đề khác về da.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Cao Bằng ngày mới hôm nay. Cảm ơn quý vị và khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.